Bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng tư duy chân như. Vì vậy đối với chân như không thủ không xả, chẳng tư duy pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh đi sanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì vậy đối với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ không thủ không xả bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng tư duy thánh đế khổ vì vậy đối với thánh đế khổ không thủ không xả chẳng tư duy thánh đế tập diệt đạo vì vậy đối với thánh đế tập diệt đạo không thủ không xả bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng tư duy bốn tịnh lự vì vậy đối với bốn tịnh lự không thủ không xả chẳng tư duy bốn vô lượng bốn định vô sắc vì vậy, đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không thủ, không xả, bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng tư duy tám giải thoát. Vì vậy, đối với tám giải thoát, không thủ, không xả, chẳng tư duy tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, vì vậy, đối với tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, không thủ, không xả, bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng tư duy bốn niệm trụ, vì vậy đối với bốn niệm trụ không thủ, không xả, chẳng tư duy bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, vì vậy đối với bốn tránh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, không thủ, không xả, bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng tư duy pháp môn giải thoát không, vì vậy đối với pháp môn giải thoát không không thủ không xả chẳng tư duy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện vì vậy đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không thủ không xả bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng tư duy năm loại mắt vì vậy đối với năm loại mắt không thủ không xả chẳng tư duy sáu phép thần thông vì vậy đối với sáu phép thần thông không thủ không xả bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng tư duy mười lực phật vì vậy đối với mười lực phật không thủ không xả chẳng tư duy bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng vì vậy đối với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp phật bất cộng không thủ không xả bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng tư duy pháp không quên mất vì vậy đối với pháp không quên mất không thủ không xả chẳng tư duy tánh luôn luôn xả vì vậy đối với tánh luôn luôn xả không thủ không xả bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng tư duy trí nhất thiết vì vậy đối với trí nhất thiết không thủ không xả chẳng tư duy trí đạo tướng trí nhất thiết tướng vì vậy đối với trí đạo tướng trí nhất thiết tướng không thủ không xả bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng tư duy tất cả pháp môn đà la ni vì vậy đối với tất cả pháp môn đà la ni không thủ không xả chẳng tư duy tất cả pháp môn tam ma địa vì vậy đối với tất cả pháp môn tam ma địa không thủ không xả bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng tư duy quả dự lưu vì vậy đối với quả dự lưu không thủ không xả chẳng tư duy quả nhất lai bất hoàn a à la hán vì vậy đối với quả nhất lai bất hoàn a à la hán không thủ không xả bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng tư duy quả vị độc giác vì vậy đối với quả vị độc giác không thủ không xả bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng tư duy tất cả hạnh đại bồ tát vì vậy đối với tất cả hạnh đại bồ tát không thủ không xả bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng tư duy quả vị giác ngộ cao tột của chư phật vì vậy đối với quả vị giác ngộ cao tột của chư phật không thủ không xả